Ngày 29 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang bắt giữ và khởi tố đối tượng Nguyễn Tấn An Hải, tức Hải Ba Mắt, cùng đàn em về tội hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Các quy định của cơ quan cảnh sát điều tra đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trước đó, vào năm 2019, đối tượng Nguyễn Tấn An Hải cùng đồng bọn sử dụng búa, xà beng đập phá căn nhà của ông Nguyễn Hữu Long ngay trên khu đất của ông Long ở thành phố Phan Thiết đang có tranh chấp với chủ dự án là công ty Bạch Hồ. Qua giám định, căn nhà của ông Long bị đập phá thiệt hại hơn 54 triệu đồng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Hải đang là phó giám đốc công ty bảo vệ Đức Tuấn, đang có hợp đồng bảo vệ đất cho dự án cho công ty Bạch Hồ. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đang làm rõ việc người dân tố cáo đối tượng Hải cùng đàn em trong lúc bảo vệ đất cho công ty Bạch Hồ đã tấn công, gây thương tích cho một số người dân đang tranh chấp đất. Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Hiếu Long, gia đình ông có đất tại khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Cách đây vài năm, gia đình ông Long và các hộ dân có đất nông nghiệp xung quanh, nghe tin vùng đất này sẽ được các cơ quan chức năng giao cho công ty Bạch Hồ, lập dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Ông Long và bà con xung quanh cũng chờ phía công ty Bạch Hồ cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đến bàn bạc và thống nhất về giá trị để hỗ trợ, bồi thường. Trong lúc mọi việc chưa được thống nhất, ngày 6 tháng 3 năm 2019, một nhóm khoảng 10 người của công ty bảo vệ Đức Tuấn, thành phố Phan Thiết, mang dao, kiếm, búa và các hung khí khác như côn ba khúc, gậy, lên khu đất gia đình ông Long và bà con nông dân đang canh tác, xưng là người của dự án đến bảo vệ khu đất sau đó nhóm người này ngang nhiên đập phá căn nhà của ông long trước sự chứng kiến của bà con xung quanh ngay sau khi sự việc xảy ra ông long đã đến các cơ quan chức năng để trình báo sự việc công an xác định việc tranh chấp đất đai giữa người dân địa phương với chủ dự án du lịch nghỉ dưỡng bạch hồ là vụ việc phức tạp gây mất trật tự an ninh tại địa phương và đã có nhiều đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận Sáng ngày 30 tháng 6, ông Nguyễn Hiếu Long, sinh năm 1980 ở phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, công an thành phố Phan Thiết đã mời ông đến làm việc liên quan đến việc khởi tố bắt giam Nguyễn An Tấn Hải. Ông Long cho hay, tôi rất vui khi các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc xử lý vụ việc bức xúc của người dân. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ xử lý vụ việc đúng theo trình tự và đúng quy định của pháp luật.